Ok chào anh em, hôm nay mình lại về hàng 15 Plus cho anh em nhé. Hàng 15 Plus nhà mình là đặc điểm như nào ạ? Máy đẹp 99% đúng không ạ? Máy đẹp 99%, pin zin 100%, lần sạc rất ít cho anh em nhé. Đấy, máy này mới sử dụng thôi ạ. Họa hình thức máy thì đây, anh em thẩm qua đi giúp mình nhé, xem cho nó đủ đẹp hay không. Máy pin zin đẹp 100% bản Mỹ, không khai sim anh em nhé. Mã này thì về sử dụng eSIM, mình có thể áp được tới tối đa là 40 cái sim vào đây cho anh em nhé. Mỗi cái eSIM anh em áp được 20 cái sim, bật cùng lúc hai sim cùng lúc thôi, nhưng mà áp tối đa là được 40 cái sim vào đây cho anh em nhé. Hàng zin đẹp đúng không ạ? Cái giá này thì đối với cái sản phẩm chính hãng thì như hiện nay thì anh em lời ngay vài củ rồi, anh em đã lời ngay vài củ rồi, đã có một cái thiết bị mới rất là ngon lành. Ở đây pin lâu Dynamic Island, cổng sạc C, cổng sạc mới luôn, màu xanh. Đấy, ngoài ra là có thêm các cái màu hồng, màu vàng, màu đen cho anh em lựa chọn, tha hồ lựa chọn nhé. 14-15 Plus, hàng Mỹ, không khai sim. Hiện nay bản Mỹ thì bây giờ nó bỏ khai sim rồi, anh em cố gắng là mình mang căn cước công dân chính chủ ra nhà mạng nhé. Ra nhà mạng, sau đấy thì là báo bên nhân viên, người ta làm cho sang sim điện tử. Đấy, mình chưa biết thì là nó là sim điện tử. Sim điện tử là cái dạng mã QR nhé, sẽ dùng máy quét mã QR thêm vào máy thôi là có sim. Không, ví dụ như anh em lại tưởng là bây giờ cái bản Mỹ bây giờ là nó không lắp được sim nữa rồi nên giá nó mới rẻ như thế, đúng không ạ? Ok anh em nhé, có nhu cầu mua máy lưu vui lòng liên hệ với mình ạ.